It can revolve around a particular animal that you choose. Thì cái bài này sẽ là cái bài liên quan đến học cụ cụ kể chuyện, thì nó không phải chỉ là việc là ngồi xuống và kể những câu chuyện, và nó cũng liên quan đến cái con vật mà chúng ta chọn để làm cái học cụ này. Yeah, and this work, it runs parallel to the first knowledge card. Và cái công việc này nó có thể diễn ra song song với cái thẻ kiến thức đầu tiên, là cái bộ 45 thẻ. Okay, so I will be showing you the material, but before that, let me just talk a little about it. So we have a folder in which we have a chosen animal and all the details about that animal in the form of picture and text. Ok, tôi sẽ cho các bạn coi cái hình của cái bộ học cụ đó. Nhưng mà trước hết là tôi muốn giải thích một chút về cái bộ học cụ này. Thì chúng ta sẽ có một cái folder, một cái tệp. Ở trong đó có chứa tất cả những cái thông tin về một cái con vật nào đó mà chúng ta chọn, bao gồm là cả hình ảnh lẫn những cái phần viết, phần lời. So one example I can give you is if you have seen about animals, they make documentary about animals, right? In the National Geography, if you see, they will take an animal, they'll tell you where it stays, what it eats, what is its size, what is unique about that animal, how does it give birth, all of those details, right? Now imagine the same thing instead of a documentary, instead of a movie, you're putting it inside a folder. Để tôi cho các bạn một ví dụ ha. Ví dụ như bạn coi một bộ phim tài liệu đi, người ta làm về một cái loại động vật gì đó, những cái kênh ví dụ như National Geography á, những cái bộ phim tài liệu mà người ta quay về một cái loại động vật nào đó, thì người ta sẽ nói về nơi nó sinh sống, tập tính của nó ăn cái gì, nó cái cách nó săn mồi như thế nào, vân vân và vân vân, tất cả những cái thứ liên quan đến cái con vật đó ở trong cái bộ phim tài liệu đó. Thì thay vì là mình quay một bộ phim như vậy, thì tất cả những cái thông tin như vậy mình sẽ bỏ vào trong cái tập folder đó. For example, let's take an animal. Let's look at a snake. Okay. So if you want to put the details about a snake in this folder, one, you will have a picture of the snake. Then you will have the name of that snake. Okay. Then what is the size of that snake? What food does it eat? And you'll have pictures also. Rồi ví dụ như mình lấy một con vật ha, ví dụ như mình muốn nói về, mình có cái tập về con rắn đi, thì đầu tiên là mình sẽ cần phải có một cái bức ảnh đầy đủ về một con rắn. Mình sẽ cần biết tên của con rắn đó, kích cỡ của nó dài bao nhiêu, rồi nó ăn cái loại con vật gì, những cái hình ảnh của các cái góc, các cái tư thế của nó ra làm sao. So if you are talking about the food that they eat, let's say it eats small animals. Maybe it can eat frog, it can eat rat. Okay, so you will have pictures of the frog and the rat also. If you are talking about where they live, you will have a picture of the place that it lives. Okay, you can translate that. Rồi, nói về ăn của nó đi ha. Ví thì mình nói là con rắn nó sẽ ăn những cái loại động vật nhỏ, ví dụ như là chuột, ví dụ như là for example like rat or what? Frog. Frog. À, ví dụ như là ếch, thì mình cũng sẽ cần phải có hình ảnh của con chuột và con ếch. Rồi mình nói là con rắn nó sống ở chỗ nào đó, thì mình cũng phải có cái hình ảnh của cái nơi mà con rắn nó ở, ví dụ như hốc cây hoặc là hố đất hay là cái gì đó. You may also have pictures of the reproduction. Does it lay egg? Does it give birth to the live young?
You may have pictures about the life cycle, the metamorphosis. If it is an egg, and then from an egg, the next stage until it becomes the adult, right? You might even have pictures. You might even have pictures about the predators, their enemies. Okay. Rồi ví dụ như bạn sẽ có cái hình ảnh về việc là nó sẽ sinh sản như thế nào. Con rắn thì nó sẽ sinh con nhỏ hay là nó sẽ đẻ ra trứng. Rồi mình sẽ có cái vòng đời của nó như thế nào. Rồi nó sẽ có, mình sẽ coi thử là nó có ngụy trang hay làm sao hay không. Rồi cái sự biến hình của nó qua những cái giai đoạn, những cái vòng đời của nó. Hoặc là mình sẽ nói về những cái kẻ địch của nó, những cái động vật mà sẽ ăn thịt nó, kiểu kiểu là như vậy. Yes. So this is a very, very early work, okay? And the first of the presentation that we have is an oral presentation. So you're only talking about it. So which means that you can start it very early for the children. Okay. Và cái bài trình bày này á, ở cái giai đoạn đầu tiên á, thì mình sẽ chỉ cần là kể chuyện cho trẻ thôi, cho nên là chúng ta có thể bắt đầu nhờ cái bài trình bày này càng sớm càng tốt, nghĩa là ở trong giai đoạn rất là sớm nhưng mà trẻ mới bước vào ngôi nhà trẻ thơ, bởi vì nó không yêu cầu thêm cái gì hết. Yes. So I have a question for them. In zoology, when we say early work, what are all the presentations that are going parallel now? Okay. Rồi, bây giờ cô có câu hỏi cho các bạn ha. Khi mà mình nói là early work có nghĩa là những cái công việc đầu tiên á, những cái công việc ban đầu á, thì có những cái công việc nào nó đi song song với nhau trong trong cái giai trong trong cái gọi là đó, những công việc đầu tiên đó. Yes. So they have to tell me. Mọi người trả lời trong chat box. They're asking is in biology or in every all zoology, only zoology, not botany. I'm okay. Only talking of zoology. Ở trong phần động vật học thôi à, không phải là trong sinh học, là cả thực vật học đâu, chỉ là động vật học thôi. Ở trong môn động vật học á, khi mà mình nói đến những cái hoạt động đầu tiên, những cái công việc đầu tiên á, thì là có những cái hoạt động nào từ trước cho đến giờ rồi đấy. Còn chị nói là em đã hiểu câu hỏi chưa? They say nomenclature. Okay. Gì nữa? Story. Pardon me, can you repeat that? Story. Story, yes. Animal stories, nomenclature. Rồi. Thể danh pháp nè, những câu chuyện về động vật nè, gì nữa? What else? We raise and like we have some live animal in the environment and we observe them. Can you please repeat that? Is that a presentation? They say that we raise an animal and we observe it. Okay, so more than observing, you're taking care of it. Yes. Okay, it's not a presentation, but fine. Yes, you need to show children how to be with them. All right, what else? Okay. Hỏi về những cái bài trình bày á mọi người. Bởi vì cái việc là nuôi và quan sát nó thì nó là cả một quá trình, nó không phải là một bài trình bày. Nhưng mà ok, cô cũng chấp nhận đi, bởi vì chúng ta sẽ cần phải có những cái hoạt động để hướng dẫn trẻ chăm sóc cái con đó. Rồi còn gì nữa không ạ? The presentation with live animal.
Yes, the presentation with live animal, correct. And? Còn gì nữa không? Someone, mình đang nói về động vật. That's plants. They have mentioned about plants. We only want about animal. Yeah. Bạn Thủy An trả lời về cây, nhưng mà cô không đang hỏi về cây, cô đang hỏi về động vật ạ. Functions of animals. What functions? You mean the parts that we did? Somebody said nomenclature. Yeah, that's been mentioned. Okay. Shall I repeat what you said? You said animal story. Uh-huh. You have said nomenclature. Uh-huh. You have said live bird. Yeah, live animal. Yeah, then you said taking care of the animals. Okay. Mm-hmm. Am I right? These are the four that were given. Yes. Okay. So what you have missed out is the first knowledge cards. Mm. Cái phần mà các bạn bị thiếu là cái thẻ kiến thức đầu tiên. Cái bộ mà 45 hình đó, hồi nãy cô có nhắc lại á. Okay. And yes. Another thing that we mentioned long time ago, very beginning of the course, when we spoke about singing, right? And we said there that you can introduce songs around animals. So singing songs also is a part of it. Okay. Và một cái hoạt động nữa mà chúng ta đã nói từ rất lâu rồi, từ những ngày đầu của khóa học á, thì mình có nói về hoạt động ca hát. Thì trong đó mình cũng có đề cập là mình có thể hát những cái bài hát về con vật. Thì cái đó nó cũng thuộc về cái mình có thể kể nó ở trong cái động vật học này. Yes. Yeah, and finally now, one more in the list is the presentation that we are going to be doing today. That is the story material. And now let's look at the material also. Okay. Rồi, cái hoạt động cuối cùng của ngày là hoạt động của ngày hôm nay là học cụ câu chuyện. Chưa có hiểu lắm cái này cho nên chưa tìm được cái câu, chưa tìm được cái thuật ngữ chính xác. Nhưng bây giờ mình sẽ nhìn vào cái học cụ ha. Mình sẽ xem học cụ nó như thế nào. Yes. Okay. So for this material, we are just sharing the screen with you. We have a folder. We don't want the folder to be red color or green color. Okay. It can be any other color. We want it to be a general color because very often when you have red color, we associate it with zoology. When we have green color, we associate it with botany. Okay. So this has to be very general. It is not, we don't want it to be restricted to only zoology, because sometimes you might want to learn more about the place where this animal is in. Okay, so you need to have a folder, and the folder would look something like what you see on the screen. Okay, rồi. Thì đầu tiên là cái tập học cụ á, thì nó có cái màu như vậy. Thông thường á thì mình hay thường mã hóa màu á là màu đỏ là màu về cho động vật và màu xanh là màu cho thực vật. Nhưng mà với cái bì tập câu chuyện này, cái học cụ câu chuyện này, thì mình sẽ dùng cái màu nó là màu trung tính. Mình có thể sử dụng màu nào cũng được, nhưng mà tránh hai cái màu đó ra. Thì ví dụ, bởi vì sẽ có lúc là mình muốn có thêm, bỏ thêm cái thông tin về cái nơi của con động vật đó nó sinh sống chẳng hạn. Thì bạn sẽ thấy cái tệp nó như là ở trong hình đó. Yep. The folder that I'm showing you is about the tiger. The one that we find in India, it is called as the Bengal tiger. Okay. Cái tập mà tôi đang cho các bạn xem đó là một tập về con hổ và và cái loại hổ mà chúng ta xem ngày hôm nay đó là con hổ này sống ở Ấn Độ và nó gọi là hổ Bengal. Yes. So you need to have in your environment at least 15 to 20 of such folders of different animals. Okay. 15 to 20. Ở trong môi trường của chúng ta thì chúng ta sẽ phải có ít nhất là từ 15 đến 20 cái tập
như thế này về những cái loại động vật khác nhau. Yes. And it just because you make 20, it does not mean all the 20 will come on the shelf. Okay. You will have to keep only 3 or 4 on your shelves and you rotate the rest. So you might decide to keep 3 or 4 for this month and another 3 or 4 maybe the next month. Okay. Rồi. Và bởi vì bạn làm 15 đến 20 cái tệp như vậy không có nghĩa là bạn sẽ bỏ hết tất cả chúng ở trên kệ. Mỗi lần mình sẽ chỉ trưng ở bên ngoài, ở trên kệ là từ 3 đến 4 cái tập như vậy thôi. Và tháng này mình để 3, 4 tập này. Tháng sau mình sẽ để 3, 4 tập khác và nó sẽ luân phiên với nhau như vậy. Yes. Okay. Suppose you are in a school where you have 2 or 3 environments, right? Like you have 2 or 3 classrooms with elementary environment, then you can have 20 and, you know, it can rotate among the 3 environments. That is a better option also. Nếu mà bạn có một cái trường mà nó có 3 môi trường, chẳng hạn là kiểu là 3 cái lớp tiểu học diễn ra đồng thời á, thì bạn cũng chỉ cần là làm 20 cái tập như vậy và sử dụng chung một cái nguồn nguồn học liệu đó, mình sẽ luân phiên ở các cái môi trường khác nhau. Yes. Okay. Now what kind of animals do we want to put? How do you know there are so many animals and how do you decide which animals are going to be those 20 animals that you want to introduce to your children? Okay. Rồi thì bây giờ câu hỏi tiếp theo là mình sẽ bỏ 20 con vật nào vô trong cái tập này đây? Có rất là nhiều con vật xung quanh chúng ta. Vậy thì trên cái tiêu chuẩn nào mình sẽ quyết định là mình sẽ bỏ con vật nào vô trong 20 cái tập này để cho trẻ của mình xem? Yes. So some of the criteria that we can look at, one is that you remember those classes that we spoke about, like the mammals, the birds, right? We spoke about that. So according to the classes, you can take out one example of animal for each of those classes. Okay. Cái tiêu chuẩn đầu tiên là mình sẽ nhìn vào cái nhóm phân loại. Các bạn có nhớ là tôi nói về ví dụ như động vật có xương sống thì mình sẽ có những cái loại như là chim, thú có vú, cá vân vân. Thì ít nhất là mỗi loại mình sẽ có một cái loại động vật đại diện, một cái con vật đại diện cho cái loài đó. Yes. Okay. Then secondly, you must have some animals which the child is familiar what they what you find in your own country or in your own surrounding. Okay. Cái tiêu chuẩn thứ hai là chúng ta cần phải có ít nhất là một động vật mà trẻ rất là quen thuộc, trẻ cảm thấy trẻ nó có trong cái khu vực trẻ sinh sống, hoặc là nó là một cái biểu tượng quốc gia hay kiểu gì đó, nghĩa là nó phải quen thuộc với trẻ. Yes. The Bengal tiger that we have chosen, that's the animal that belongs to India. You will find that in India, but you will not find the same Bengal tiger in other places, in the other continents. Okay. Cái con hổ Bengal này á, mà chúng tôi đã chọn để mà bỏ vào trong cái folder á, là nó là con hổ sống ở tại Ấn Độ. Mình sẽ không tìm thấy một cái con hổ Bengal khác ở những cái châu lục khác, là những cái chỗ khác. Yes. And our national animal also is tiger. So does Vietnam have a national animal? We also have the bird, you know, the peacock. Okay. What do you have in Vietnam? Okay. Và con hổ thực ra cũng là giống như kiểu là linh vật của đất nước chúng tôi vậy đó. Phải không ta? Nhưng mà đại loại là biểu tượng của đất nước chúng tôi. Rồi chúng tôi cũng có những con vẹt nữa, những con peacock. Không phải vẹt, peacock là con parrot mới là con vẹt. Con công. Xin lỗi. Nghe quen, con công. Ở đất nước của các bạn thì các bạn có cái con gì mà gọi là tượng? Có cái con gì đặc trưng ở Việt Nam không?
vọt mũi hết. There's a type of vọt. What is that? I don't know the word in English for that. It is a maybe. Nhưng mà ở đây nó không có gửi hình đúng không bà con? Someone said it is a dog in Phú Quốc Island. It is also very famous. Okay. Dog in Vietnam. We also have a buffalo. Buffalo is popular and famous. Like okay. We talk about it very. So is that a national animal? It is kind of national animal because it's related to the rice. The it's related to the farming country. Mm-hmm. Okay. So it's a water buffalo. Yeah, water buffalo. Okay. Right. Okay. So you can have one folder of the water buffalo. All right. Okay. So yes. So let's go ahead. You can, the next criteria is that you can also have exotic animals that you find only in a zoo or a park. For example, maybe kangaroo, because we know it's found in Australia, but it's not there in any other country, right? Mm-hmm. So maybe in a zoo, you might have a kangaroo. Very difficult, but you know, you can have. So you can have some animals that are found in the zoo. You can have some animals which are not found here at all in our country, but it is found other places on earth. Okay. Một cái tiêu chuẩn nữa là mình sẽ có thể chọn một cái loại động vật gì đó mà nó rất là lạ. Nó sẽ rất là lạ với những cái mà xung quanh trẻ. Ví dụ như là kangaroo chẳng hạn. Mình biết là kangaroo sống ở Úc, nhưng mà rõ ràng là ở Việt Nam không có kangaroo, đúng không? Và nếu như bằng một theo một cái cách nào đó mà con có một con kangaroo trong sở thú thì mình cũng có thể làm về con kangaroo, hoặc là kể cả là mình làm về một cái con vật nào đó mà nó chỉ có ở một cái địa điểm nào đó, một cái đất nước, một cái quốc gia, một cái khu vực nào đó mà nó không có ở những cái bất cứ cái khu vực nào khác thì mình cũng có thể làm về nó. Yes. Okay. I see the hand raised. Anh có các con hay là bị nhầm? Okay, you can continue. I will. Yeah. Okay. Yes. I continue. Okay. So these are the animals that you can think of, and you can also put in it. It just doesn't have to be vertebrates. You can also have invertebrates like insects. Okay. Mm. You can have both of those. Okay. Và đó là một vài cái tiêu chuẩn. Mình cũng có thể bỏ thêm những cái động vật mà nó thuộc nhóm là không có xương sống, ví dụ như là những con côn trùng, ốc, ít này nọ, thì mình cũng có thể có cả hai loại như vậy. Yes. Okay, so now inside the folder, let's look what do we have. So you can see this picture of the tiger and you can see the name slip also. The Bengal tiger. Okay. Rồi bây giờ mình nhìn trong cái tập đó thì nó có cái gì ha? Nó có một cái bức hình lớn, có cái hình của cái con vật đó, và nó có một cái thẻ tên của con vật. Ở đây là con hổ Bengal. Yes. So this is that's the title card that you see in the, that's the name of the animal. And how do you find the animal? What can you see? Is it only the picture of the animal or you can see something else? I don't got you. In the picture of the animal that you can see, is it only the animal that we have or there is something else in and around the animal also that you can see? Rồi. Thì với cái bức cái này gọi là bức ảnh tiêu đề. Và trong cái bức ảnh này thì mình thấy là có phải là chỉ có cái con vật đấy không hay là nó còn có cái gì nữa? This is the background. Yeah, somebody says background. So that means you also have to show the habitat in which this animal can live. Okay. So you cannot have a white color, paper and only the animal. It should have the environment also. Okay. Rồi. Thì cái con vật này nó sẽ có cái phần background đúng không? Phần hình nền ở bên ở. Nói chung là cái phần mà
môi trường xung quanh nó. Có nghĩa là ở trong cái tập này bạn không không được bỏ cái hình của con vật mà nó có cái nền trắng. Nghĩa là mình không thể tách nó ra khỏi cái khu vực sinh sống của nó được. Mình phải là cái hình của con vật ở trong cái môi trường sinh sống của nó, là trong cái môi trường của nó. Yes. So this is on an A4 size paper. Okay, that size, A4 sheet. Okay. Và cái hình này nó sẽ phải ở trong, nó phải có kích thước là một trang A4. Yes. The next one, the next color is this, what you see. It is a card. We call it as a text card. It's a large text card. Okay. Tiếp theo là mình sẽ có một cái thẻ lớn, thẻ chữ lớn, và nó có cùng kích thước như vậy. Yes. Okay. If you look at the card, that is the information about the animal. Okay. In this card, it talks about that the tiger is belongs to the cat family. It talks about how the weight and the size of this animal, where it is found. Okay. It has. It talks about the scientific name, right? So all the details. How many children can it have? All those details can be there. Now these details are not fixed. You can find out about it and you can write it. It will differ for every animal. Okay. Vậy thời ơi, mình đang nói về cái này mà thẻ vuông là cái nào em không hiểu ạ. Rồi. Cái thẻ thẻ chữ lớn này là nó sẽ ghi tất cả những cái thông tin chi tiết về con vật, ví dụ như là con vật này nó sống ở đâu, rồi kích thước của nó như thế nào, nó cao bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu, hay là tên khoa học của nó là gì, hoặc là mỗi lứa thì nó đẻ bao nhiêu con, rồi nó đẻ con hay nó đẻ trứng, rồi nói chung là tất cả những cái thông tin chi tiết về con vật này mình sẽ bỏ ở trong cái thẻ chữ lớn này. Yes. Okay. So what I think we have sent the copy of this card. Okay. So it will get translated and be sent to you. Okay. The text. But just as a sample. Okay. But you can do any text. You can pick up any animal and give all the details. But remember, the details should fit in that one card. You must not have many cards. Okay. Only one A4 card, okay? Okay. Rồi, hồi nãy bị thiếu nữa là con hổ này nó thuộc họ mèo. Và nhờ tôi sẽ gửi cái thẻ này qua cho VMC để mình dịch ra và mình có thể đưa cho các bạn như là một cái bài tham khảo mẫu. Nhưng mà nhờ các bạn có thể chọn bất cứ những cái thông tin gì, bất cứ cái con vật nào và cái thông tin gì về cái con vật đó để bỏ vào trong cái thẻ chữ lớn này. Tuy nhiên lưu ý là mình phải làm sao để bỏ thông tin vừa đủ trong một trang A4 thôi, không nhiều hơn, không nó không phải là một tập nhiều cái tờ giấy gắn với nhau. Yes. Okay. So this is the first part of it where we have A4 size picture of the animal, A4 size text about the animal. Okay. Thì cái này là cái phần đầu tiên trong cái bộ trong cái tập này. Cái phần đầu tiên này nó gồm một cái hình size A4 của cái con vật đó và một cái thẻ chữ lớn size A4 ghi những cái chi tiết về con vật đó. Yes. So this is a two-page separate or is it one two separate page? Cards. Two separate cards. Okay. Và cái one này is a picture and one is the write-up. Okay. Và cái này là nó là hai cái thẻ riêng biệt nha. Nó không phải là hai mặt của một cái thẻ mà là hai thẻ riêng biệt nha. Yes. Now what you see on the mat is the second round of pictures. Now these cards that you see on your mat, they are A5 size or half of A4 size. Okay. Và bây giờ mình đến cái phần thứ hai, cái vòng thứ hai của cái tập này. Thì trong cái vòng này mình sẽ có nhiều cái bức hình. Và những cái bức hình này nó cỡ là size A5 hoặc là một nửa cái size của A4. Yes.
Again over here we have pictures and we have the text cards. Và một lần nữa chúng ta có hình và chữ cho cái nội dung hình đó. Yes. And what are we supposed to show in this picture? You can show the habitat of this, the place where this animal is found. You can have the map of the country and say where you can find this animal. If you can see in this picture, one minute, if you, I'll just move my cursor. If you can see this picture, this is all about the place, okay? If you look at this picture, it shows how this animal is carrying the young one and how they are, how the young ones are playing around with the animal, okay? If you look at this, it looks like this animal is hiding somewhere and waiting to pounce on its prey. So it's showing the position of how this animal can pounce, okay? Yeah. If you look at this one, you can hardly see the tiger and the surrounding is almost like mixed, okay? So that's how they, we call it as camouflage. You know, it looks almost the same. You can't even make out that there's a tiger there. It looks so similar to the environment. So you can talk about all this in this set of cards. Okay. Rồi, ví dụ như bạn nhìn thấy cái hình lúc mà con chuột đầu tiên cô chỉ, cái hình ở ngay chính giữa phía trên đó. Đó là một cái khu vực. Thì cái đó là nó nói về cái chỗ, cái môi trường sống của con vật đó, cái nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy con vật đó. Rồi chết qua bên trái, chết qua bên phải một chút xíu. Thì là cái hình mà mình thấy là con vật này nó nuôi con như thế nào và con, và những cái con vật, các con vật nó chơi đùa hoặc là nó tương tác ra làm sao. Rồi ví dụ như ở chết ở bên góc bên trái ở phía dưới cùng á, bạn thấy cái hình con hổ ở trong những cái đám lá màu đỏ trắng, thì rõ ràng là nhìn vô đây, nếu mà chỉ nhìn sơ thì chúng ta rất là dễ lẫn lộn và không có biết được là có con hổ ở trong lá hay không. Con hổ nó gần như nó hòa vào trong cái môi trường, nó tiệp màu với môi trường. Thì cái đó là cái cách mà con hổ nó đang ngụy trang. Rồi ở bên cạnh cái hình mà đồng cỏ đó, hình cái con hổ nó đang gần, giống như là nó không làm gì, nhưng mà thực ra là cái mắt của nó rất là chăm chú, và cái dáng ngồi của nó là nó đang chờ đợi để nhảy sổ ra tóm lấy con mồi. Thì cái đó nó thể hiện về cái cách mà hổ nó sẽ nhảy ra để nó chộp con mồi như thế nào. Thì mỗi cái chi tiết mà mình nói về con hổ, mình sẽ có một cái bức ảnh để mình miêu tả cái điều đó. Yes. You can talk about the different aspects of the animal's life, like courtship, hibernation, okay? All of these you can show in this set of picture. Anything that you want to talk about, the different aspects of the life of that animal. Thì cũng có những cái khía cạnh khác mà mình có thể nói về nhờ một cái con vật nào đó. Ví dụ như là cái courtship là cái giống như kiểu là phép lịch sự, nhưng mà nó dịch ra trong cái văn cảnh động vật đó, thì mình, nó giống như là cái cách mà mình, những cái con hổ nó tương tác, nó theo phân cấp hay là gì đó với nhau như thế nào. Mình có thể nói về cái tập quán ngủ, ví dụ như với những con gấu thì nó sẽ có cái tập quán ngủ đông ra làm sao. Nói chung là tất cả những cái gì mà nó nổi bật trong đời sống về đặc điểm của cái con vật đó thì mình đều có thể bỏ vào trong cái tập folder này. Yes. Please note that it is not necessary that you must have one picture, one card. Okay. If you look at this, we have two cards here, but you know, the text is talking about both these cards. So sometimes you might have one text card and you can put two or three pictures about it. Và cũng lưu ý một cái nữa là không nhất thiết phải là một cái hình, một cái thẻ chữ. Ví dụ như ở cái góc bên trái này, góc bên phải này, thì mình thấy có hai tấm hình, nhưng mà nó chỉ có một cái phần thẻ chữ miêu tả thôi. Thì nghĩa là cái thẻ chữ này nó nói
hai tấm hình này nó đều minh họa cho cái phần thể chữ miêu tả đó, thì sẽ có những trường hợp mà bạn muốn là mặc dù là chỉ có một cái text thôi, một cái chữ, một cái thể chữ miêu tả thôi, mà mình có hai hoặc là ba tấm hình để minh họa cho các phần chữ viết đó. Yes. So let's look at the same cards. This is a close-up of the same cards that you saw earlier. Okay. Like you can see here about this. Here it is about how they take care of their young ones. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn cận cận cảnh về cái hai cái tấm hình và cùng một cái thẻ chữ. Thì mình thấy là cả hai cái tấm hình này mặc dù là khác nhau, mình đã đều nói về cái việc là những cái con hổ nó chăm sóc con non của nó như thế nào. Yes. Okay. Look at the next one. This is a place where this tiger stays. The geographical location. Rồi tiếp theo là nơi mà hổ nó sinh sống, những cái môi trường sống của nó. Yes. See here, this is about how the animal hunts. How does it wait for its prey? Đây là về cái cách mà con hổ nó đi săn như thế nào, cái cách mà nó chờ đợi cái con mồi ra làm sao. Yes. Okay. And here, if you see, if you read it, they've also said that the tiger likes to catch its prey by biting into the neck. So you can give the details also. Okay. Ở trong, như bạn thấy ở trong cái tấm hình này, nó cũng có thêm một cái chi tiết là con hổ nó rất là thích cắn vào trong cổ của con mồi của nó. Thì những cái phần mà chi tiết như vậy bạn cũng có thể bỏ nó vô trong cái thẻ chữ. Yes. Now this picture is about the teeth. Look at the sharp teeth of the animal, right? It's so here it talks about how the teeth is and how fast this animal can run. Thì cái thẻ này nó nói về cái răng của con vật, răng của con hổ nó sắc nhọn như thế nào và con hổ này nó có thể chạy nhanh đến như thế nào. Yes. Okay. Then look at this. In this picture, you just see a tiger, but then they're talking about the brain of the tiger. It says that the tigers have bigger brain than the lion and the leopards. Thì với cái bức ảnh này thì bạn thấy là mình chỉ thấy con hổ thôi đúng không? Nhưng mà trong cái phần chữ thì nó đang nói về bộ não của con hổ. Thì con hổ nó có bộ não lớn hơn bộ não của sư tử và của báo. Yes. Okay. And if you look at the next one. Yeah, so here there are also Bengal tigers that are white in color. Okay. So they are also talking about the other variety of it. Okay. Rồi bạn nhìn vô trong tấm hình này thì là hai con hổ nó có hai màu khác nhau đúng không? Nhưng mà nó vẫn là hổ Bengal. Và mình cũng có thể nói về những cái sự đa dạng của cái giống loài đó. Yes. So the next one here, it talks about why do the tigers have stripe on their body? And it says nobody knows why, but then they have the stripes. And every stripe on the tiger's body is as unique as the fingerprint of every human. Is it similar to zebra? Yes, exactly. Rồi cái bức ảnh tiếp theo là nó nói về cái vằn ở trên người, trên lông của con hổ. Thì người ta nói là không biết tại sao mà con hổ này nó có cái vằn. Nhưng mà vằn ở trên người của con hổ á, nó rất là độc nhất vô nhị, nghĩa là sẽ không tìm thấy hai con hổ giống nhau, có cái vằn giống nhau, nó giống như là vân tay của người á, giống như là vằn của con ngựa vằn vậy. Yes. And Lynn, the children will do exactly what you did to me just now. I'm talking of a tiger and you brought a zebra inside, right? So children also will do the same thing. So if you have already introduced the folder on zebra for the children, they will suddenly look at you and say, oh, there is a similarity between tiger and zebra, the stripes. Okay? Và cô nói là Linh à, Linh vừa mới làm một cái điều y chang như là trẻ. Bởi vì nếu như mà trẻ đã được giới thiệu về con người bằng trước đó
thì trẻ sẽ nhận ra là à, con ngữ vằn nó cũng có cái vằn, và cái vằn, cái tính chất của nó cũng giống y chang như cái vằn của con hổ, và trẻ cũng sẽ hỏi câu y chang như vậy với cô. Yes. Okay. The another one we have is about India, where you find tiger reserves or the national tiger parks in India. So it shows a map and you know, all these places over here we have tiger reserves. So you can also show the country and show where you can find the reserves for these animals. Okay, it is called Tiger Park. Pardon me, I didn't get you. It is called Tiger Park. Yeah, Tiger Park or Tiger Reserves. Okay. Rồi thì cái hình tiếp theo nó sẽ là cái hình bản đồ của Ấn Độ, và ở trong đó nó sẽ thể hiện cái bản đồ mà nơi mà nó có những cái vườn quốc gia, những cái vườn cô gọi nó là những cái công viên hổ hay là những cái khu bảo tồn hổ ở đó. À, mình sẽ tìm thấy những con hổ Bengal này. Yes. Then the third set of cards that we have in our folder, these cards are smaller than the A5 size, okay? Mm. Or smaller than the half of A4 sheet. And for this card, we also have title card and the name card. Okay. Rồi cái bộ tiếp theo trong cái tập đó, nó là một cái bộ của những cái hình mà nó có kích thước nhỏ hơn size A5 hoặc là nhỏ hơn một nửa của size A4. Trong đó nó có những cái hình của hổ và những cái con vật khác, cũng như là những cái thẻ tên của những cái con vật. Yeah. The title card over here are these, you know, food and reproduction. Those are the title cards. Okay. Những cái thẻ của con hổ thì nó có ghi, nó ghi là thức ăn và sinh sản. Yes. And these are the name cards. The wild boar, water buffalo, monkey. You know, they are all the name cards. Và bên cạnh đó là những cái thẻ tên. Ví dụ như là con trâu nước, con khỉ, hay là con lợn rừng, vân vân. Đó là những cái thẻ tên. Yes. So basically the name card will always keep changing depending on the animal. Now the tiger hunts for wild boar, water buffalo, monkey. Those are the animals that the tiger eats. And therefore, we show the picture of those animals that the tiger eats. Okay. Và cái phần mà thẻ tên này thì mình sẽ thay đổi dựa vào cái con vật ha. Thì ở đây nó thể hiện là đây là những con vật mà con hổ nó sẽ săn để ăn. Và mình sẽ có hình ảnh của những cái con vật đó. Yes. Okay. And here, reproduction. And it says suckling the young. So that means that the tiger gives birth to the young one and it suckles, it gives milk to the cub. Okay. Okay. So this is the title card and this is how how the young one is taken care. Okay. Oh, sorry, it is not tiger card. It is title card, right? Title, T-I-T-L-E. Okay. You thought tiger? Oh yeah, I thought tiger. So title. I'm still title. Okay. Xin lỗi nha, cái này không phải là thẻ của con hổ mà là thẻ tiêu đề. Thẻ tiêu đề nó có là thức ăn là cái gì hoặc là sinh sản là cái gì. Thì cái câu chuyện thức ăn nó sẽ đi kèm với lại thẻ tên, tên của con vật nào là thức ăn của con hổ. Rồi mình sẽ có hình ảnh của những cái con vật đó. Rồi đến cái phần sinh sản thì là con hổ này nó sẽ nuôi con như thế nào. Thì suckling to the young nghĩa là những con hổ nhỏ thì sẽ bú mẹ. Nhưng mà mình cũng có cái hình của cái việc bú mẹ của con hổ. Yes. So we'll see the close up of these pictures. This is the wild boar. Rồi bây giờ mình sẽ xem cận cảnh
của cái hình này ha. Đây là hình của con của con lợn rừng. Yes. That is the food of the tiger, right? Now monkey. Thức ăn của con hổ. Bây giờ là con khỉ, thức ăn của con hổ luôn. Yes. And when you see the monkey, the children may ask you, monkey, how can the tiger even get onto the tree and hunt a monkey? Because the monkey is not going to sit there. It's going to go from one tree to another, right? Mm-hmm. And you tell the children, oh, that's an interesting thing. Let's find out. Yes, I'm going to ask you that. Thank God I told you already. So let's find out. Yeah, thì ví dụ như khi mà mình nói đến cái chỗ này thì trẻ có thể sẽ hỏi mình là ủa cô ơi, con hổ, con khỉ cũng là thức ăn của con hổ hả? Bởi vì con khỉ nó đâu có ngồi yên cho con hổ bắt đâu, nó chạy, nó nhảy ở trên cây, nó truyền từ cây này qua cây khác, mà làm sao mà con hổ leo lên cây để bắt con khỉ được? Thì cô sẽ nói là à, đúng rồi đó, cái đó nó rất là thú vị đúng không? Bây giờ mình xem thử là làm sao nhá. Yes. There you go, water buffalo. Rồi chúng ta có con trâu nước. Yes. And then you have chital. Chital in we have a deer that is called as chital. So you can just say deer, okay? Okay. Rồi mình sẽ có những con mình sẽ có là con hươu ha. Con hươu, con nai. Hay là một cái tên khác của deer. Yep. Okay. And this is the suckling. You know, the young ones are filling their stomach now. So they are suckling of the young. Rồi, cái hình này là cái hình mà con hổ nó nuôi con như thế nào thì nó sẽ cho con bú. Yes. Okay. So now let's look at our presentation. Let's see how do we offer this presentation. Okay. So the remember, this is an oral presentation. And one more thing, you can bring all the three cards, all the three folders. Okay. Let me say you have a folder of a tiger, you have a folder of a snake, and you have a folder of a bird. Okay. Okay. So you can bring all the three folders, or you can bring any one folder. Okay. There's two ways to present. Yeah, you can make a choice. So what I'm going to show you is only one folder, because if I show you one folder, you know what you can do with the other folders also. Okay. Then there's also a way that you can present it three folders at a time. Yes, you can present one folder at a time or three folders at a time. Okay. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài phần bài trình bày ha. Với cái bài trình bày này thì mình có thể có hai lựa chọn. Một là mình có thể trình bày cho một tập hồ sơ một lúc, hoặc là mình có thể trình bày cho ba tập hồ sơ một lúc. Ví dụ như là mình trình bày luôn cho cả con hổ, con rắn và con gì đó không nhớ, con chim chẳng hạn. Thì nhưng mà bây giờ cô sẽ làm bài trình bày cho một cái tập hồ sơ trước, rồi sau đó thì với cái này thì bạn cũng có thể hiểu là chúng ta sẽ làm ba cái như thế nào. Yes. Okay. So we don't have solid steps of presentation like all the other presentation. Now the presentation depends completely on the dialogue that you have with the children. Okay. Okay. Và với cái bài trình bày này chúng ta không có những cái bước cố định cho bài trình bày giống như là những cái môn khác hoặc những cái bài trình bày khác, mà cái bài trình bày này nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái cuộc hội thoại của bạn và trẻ. Yes. So what I'm going to do is when I show you this presentation, I'm going to tell you what you can do at each step. Okay? Because we are not going to have a dialogue. That dialogue has to happen between you and the children. Okay. Và bây giờ khi mà tôi làm bài trình bày cho các bạn, thì tôi sẽ tách nó ra thành những cái bước và tôi sẽ nói cho các bạn biết là bạn nên làm gì ở những cái bước chính đó. Nó sẽ không thể diễn ra như là một bài trình bày thực tế, bởi vì bài trình bày thực tế là cái cuộc hội thoại của bạn và trẻ. Yes. Remember, this is an oral presentation in the beginning.
golden what? Oral. It's only talking. Oral presentation. Và nên nhớ là cái bài trình bày này là bài trình bày bằng nói, việc nói nó chỉ diễn ra ở việc là bạn nói chuyện với trẻ thôi. Yes. So my first step is to open the folder and place the first A4 size picture on the mat. Thì cái việc của tôi là đầu tiên tôi sẽ mở cái tờ đó ra và đặt cái hình lớn kích thước A4 trước mặt trẻ ở trên tấm thảm. Yes. Okay. And when you do this, you are going to describe the tiger or the animal. You can give some interesting facts. Like if I say, you know, this is a picture of a tiger, but do you know that the tiger belongs to the cat family? Do you have a cat at home? How does that cat look? And can you believe that this tiger belongs to the cat family? So I will give you something interesting to think about. Okay? Okay. Rồi. Thì khi mà bạn đặt cái bức hình này xuống thì bắt đầu bạn sẽ nói về con hổ. Bạn sẽ bắt đầu nói về những cái chi tiết thú vị về con hổ. Ví dụ như là mình sẽ nói là các con, đây là con hổ này. Nhưng mà con có biết một điều là con hổ này nó cũng thuộc họ mèo á. Con có con mèo ở nhà không? Con thấy con mèo nó có giống con hổ không? Nhưng mà con hổ này thực sự là nó thuộc họ mèo đấy. Nghĩa là mình bắt đầu nói chuyện với trẻ và mình bắt đầu bằng những cái chi tiết thú vị về con hổ. Yes. Okay. And then I would probably give two or three interesting facts. Don't give too many facts, because if you give everything, then you're not giving anything for the child to explore. We want the children to explore. So give very few facts. Okay. Rồi, sau đó thì bạn sẽ nói thêm một vài điểm thú vị về con hổ nữa. Chỉ cỡ khoảng 2-3 điểm thú vị thôi. Mình sẽ không muốn nói hết tất cả các điểm thú vị. Bởi vì nếu như mình làm như vậy thì trẻ không có cơ hội, không có khoảng không để mà trẻ tự khám phá, trẻ tự tìm ra một cái gì đó cho trẻ. Yes. Okay, and then I will ask the children, do you know anything about this animal that you want to share? And so let the children share their views also. Okay. Rồi sau đó mình ngược lại rồi mình hỏi là con có cái gì, con có biết cái gì thêm về con hổ mà con muốn chia sẻ với cô và các bạn không? Và mình sẽ để cho trẻ có thời gian, có không gian để chia sẻ cái quan điểm hay là cái hiểu biết của trẻ về cái con vật đó. Yes. Then I take out the second set, all the half of A4 size, right? I take out those cards and I place it on the mat. Okay. Sau đó thì tôi lại tiếp tục lấy những cái thẻ trong cái bộ thứ hai là cái bộ mà nó có kích thước A5 hoặc là một nửa của A4 đó. Và tôi đặt nó xuống bên dưới thẻ thảm. Yes. You can place them in two rows, one below the other. They should be below that, the first card, the A4 size card. Okay. Khi mà mình đặt xuống thì mình để ý là mình có thể sắp xếp nó thành hai hàng, ba hàng gì cũng được, tùy theo cái kích thước thảm của mình. Tuy nhiên là những cái hình đó nó phải nằm ở bên dưới cái thẻ lớn đầu tiên của mình, cái thẻ A4 lớn đầu tiên của mình. Yes. And what do I tell the children? That, you know, the pictures that you're seeing over here, these are pictures that are showing us something about this animal's life. Rồi tôi sẽ nói với trẻ là con có thấy những cái tấm hình này không? Những cái tấm hình này nó thể hiện những cái điều đặc trưng về cái cuộc sống của con hổ này. Yes. Okay, then can you look at this picture over here? You can see my cursor moving. Now this picture over here, it tells us about the place. This is the kind of a place where this tiger can stay. It does not need those big trees, but it needs grass so that it can hide there. Okay, so that is the kind of place that it needs over here. Look at the other cards. What do you think those other cards are all about? Okay, nói với trẻ, tôi chỉ vào cái tấm hình mà đồng cỏ đó. Tôi nói với trẻ,
con có nhìn thấy cái hình này không? Cái hình này á là cái nơi mà những con hổ này nó sống đó. À, những con hổ này nó không cần cái nơi mà nó có nhiều cây lớn đâu, nó chỉ cần những nơi mà nó có nhiều đồng cỏ để mà nó có thể ẩn mình ở trong đó. À, đây là cái nơi sinh sống của hổ. Con có nhìn những cái tấm hình khác đi, con nghĩ là những cái tấm hình này nó nói về cái gì? Yes. So listen to what the children want to say. They will have so many things to say to you. And once they have spoken about this, then you can give one or two facts about each of these cards. Okay. À, rồi mình hãy lắng nghe cái chia sẻ của trẻ. Ví dụ như trẻ có thể chỉ vào một cái tấm hình gì đó và nói cái điều gì đó, thì mình có thể thêm vào một vài chi tiết cho cái hình mà trẻ đang đang chỉ đến, và tiếp tục luôn phi như vậy. Mình nói thêm một vài chi tiết cho mỗi cái tấm hình đó. Yes. Okay. So once you have spoken about this and the children are talking to you about it, you remember I showed you those text cards with these cards? Yep. Yeah, so be careful that you don't talk the same points, okay? Try to talk something different from those text cards. Okay. Trong lúc mà cái điều trẻ về con hổ cũng như là bạn thêm vào một vài chi tiết cho những cái tấm hình đó bạn nói, thì các bạn nhớ cái thẻ chữ mà chúng ta thấy hồi nãy không? Hãy cố gắng khi mà bạn nói những cái ý khác ngoài cái ý mà chúng ta ghi ở trong cái thẻ chữ đó, không phải là nói 100% đọc thuộc lòng những cái gì ở trong thẻ chữ. Yes. Then you take out the third set of cards and you place that also on the mat. Below the second row. Okay. Rồi sau đó thì bạn sẽ lấy ra cái bộ thẻ thứ ba, cái bộ thẻ mà nhỏ hơn cái size A4 á, nhỏ hơn cái size A5 á, và mình sẽ đặt nó xuống dưới thảm ở bên dưới cái bộ thẻ thứ hai. Yes. So what do you say? Can you look at these animals? These are some of the animals that you know, the tiger eats. Okay. And here are some pictures where you can see how the tiger takes care of its young ones. Rồi con nhìn thấy những cái tấm hình này không? Đó là những cái con vật mà con hổ này nó ăn thịt đó. Và cái tấm hình này là con hổ nó đang chăm sóc cái con non của mình. Yes. And once you finish, again, children may want to talk. It's like a conversation, right? Now, we have finished this presentation in 10 minutes, you know. But with the children, it will take you almost a long time because they want to express, they want to tell you so many things about the animals. So go ahead and listen to them, okay? Thì tương tự là trẻ sẽ muốn chỉ vào những cái tấm hình đó và nói chuyện về những cái con vật mà con hổ này nó ăn. Rồi mình cũng sẽ thêm vào những cái ý kiến của mình khi mà mình nói về những cái con vật này. Thì hãy ghi chú là mặc dù nãy giờ chúng ta làm cái bài trình bày này giờ chỉ cỡ khoảng là 10 phút thôi, nhưng mà trên thực tế khi mà mình trò chuyện với trẻ thì nó sẽ kéo dài rất là lâu, bởi vì trẻ rất là hào hứng, trẻ sẽ rất là muốn nói về những cái điều mà mình biết về cái con vật đó, và nó là một cái cuộc hội thoại hai chiều cho nên nó sẽ rất là lâu. Yes. So what you see on your screen now is a snake and one of the bird, the kingfisher. Okay. So what if you, that is the first folder that you gave was tiger. Okay. If you plan to give the other two folders, you will bring the other two folders and offer it in the same way like you gave the tiger. One folder for the snakes and one folder for the bird. Okay. But then how you arrange it in the mat? The same way as you do the tiger. So you will remove the pictures of the tiger and put it into the folder, and then you will open the folder about the snakes, and again you will do the same way you will present, like how you presented it for the tiger. Once you finish the snakes, you'll put the cards inside and you'll open the you'll open the packet which says birds, right? Okay. And you will again place it the same way. Uh-huh. I thought it is simultaneously.
So one after the other. Okay, okay. Nó không phải là làm đồng thời cho mọi người mà nó sẽ làm theo từng cái một. Nghĩa là ví dụ như nếu trong trường hợp là bạn giới thiệu cho trẻ ba bộ cùng một lúc thì sau khi mà bạn giới thiệu xong cái bộ con hổ thì bạn cất những cái hình của bộ con hổ lại, rồi bạn trải cái bộ con rắn ra. Ở đây mình ví dụ như mình nói là mình làm thêm hai bộ nữa là bộ của con rắn và một bộ của con chim. Thì sau khi mình làm xong con hổ, mình cất đi, rồi mình trải cái bộ của con rắn ra, mình cũng làm y chang như vậy. Xong sau đó mình thu cái bộ của con rắn lại, rồi mình lại trải cái bộ của con chim ra. Nó làm lần lượt từng con một ha. Yes. Okay. If you have enough space in your environment, then you can have three work mats. On one, you can open the tiger and leave it like that. Another one, you can, on another mat, you can, you know, open the folder for snakes and leave it like that. And then you can open the folder for the birds and leave it like that. So that after you go, right, the children can work with all the three folders and they can compare and they can contrast it. Okay. Ngoài ra nếu như mà trong môi trường của bạn có đủ không gian, mình có thể trải ba cái thảm rồi mình làm lần lượt từng con một, nhưng mà mình sẽ không dọn lại, nghĩa là mình cứ để đó. Sau khi mình làm con hổ xong thì mình di chuyển qua một cái thảm khác thì mình làm rắn. Sau khi mình rồi sau khi mình làm con rắn xong, mình cứ để nguyên đó, mình di chuyển một cái thảm khác, mình làm con chim. Thì bằng cách đó, sau khi mà bạn giới thiệu xong, bạn rời đi, thì trẻ có thể tiếp tục ngồi để làm việc cùng với những cái bộ thẻ đó. Yes. Okay. So with this, whatever we have done so far, do they have any questions that, so that I can go on into the next one? Okay. Rồi với những gì mà chúng ta đã làm nãy giờ thì các bạn có câu hỏi gì không? Còn không thì cô sẽ di chuyển. Cô sẽ tiếp tục qua phần khác. There is one more point, Lynn. You have done, let me say, you have done three folders, right? And you remember we said that you can have many folders in your environment. It does not mean that every time you have to keep presenting. Once the children know how you're going to present this, they might themselves go and open the other folders and work with it later on. It's not necessary that you have to present every folder to the child. Okay. Rồi thì hồi nãy có thêm một điểm nữa mà cô muốn nói với mọi người là ví dụ như hồi nãy mình nói là mình có 20 cái thẻ trong môi trường và ở bên ngoài thì mình sẽ để 4-5 cái gì đó. À không, thì đại loại là mình có 20 cái thẻ ở trong để mình trình bày cho trẻ, nhưng mà không có nghĩa là mình phải trình bày hết 20 cái thẻ đó. Mình chỉ cần trình bày một vài lần và khi mà mình cảm thấy là trẻ đã có thể tự biết cách để mà tìm hiểu về các cái con vật, về những cái tập đó, thì trẻ có thể tự tìm hiểu. Mình không nhất thiết là phải trình bày hết tất cả 20 cái bộ thẻ đó. There's a question that we are just talking about the picture. Where's the text graph? Text. That's part? The next presentation. Next. Okay. This is only oral presentation, remember? Uh-huh. Cái thẻ chữ đó là nó thuộc về cái bài trình bày tiếp theo ha. Các bạn nhớ là cái bài trình bày này chỉ là bài trình bày miệng thôi, sẽ không có hoạt động gì hết. Sau khi mà mình đưa xong thì trẻ chỉ ngắm thôi. Yes. Chị Linh ơi, em hỏi. Ơi. Dạ là cái thế là mình có thể trình bày một lúc luôn, liên tục liên tiếp luôn là ba cái bộ thẻ với ba loài vật khác nhau đúng không ạ? Đúng. Em đang hướng chỗ đó đấy. Liên tục nhưng mà nó không có nghĩa là đồng thời nha. Mình làm xong cái bộ này rồi, nếu như mà môi trường không cho phép, không có chỗ, đủ chỗ, thì mình cất xong, mình trình bày xong cái bộ con hổ, mình cất cái bộ con hổ đi, mình cùng với cái thảm đó, mình để cái bộ con rắn ra. Xong rồi nếu như mà, rồi đến khi mình trình bày xong cái bộ con rắn, mình lại cất cái bộ con rắn đi để mình trình bày bộ con chim. Nhưng mà nếu như môi trường của mình nó có đủ chỗ cho phép mình, đủ không gian để mình bày ba cái thảm cùng một lúc, thì đầu tiên bạn có thể trình bày bộ con hổ xong, bạn để y nguyên như vậy, di chuyển qua chỗ khác
một cái thảm khác để bạn trải ra, bạn làm bài trình bày cho bộ con rắn. Sau đó xong bộ con rắn rồi thì mình lại di chuyển ngồi chỗ khác với một tấm thảm khác, mình trình bày về bài con chim. Và sau khi mà mình trình bày xong thì mình vẫn để ba cái thảm đó để cho trẻ muốn nhìn ngắm, muốn ngó nghí gì đó thì đó là tùy trẻ. Yes. Someone asked, is this the group presentation for 5 to 6 children? Yes, yes, yes. Yep. Elementary is always group presentation. Okay. Đúng rồi ạ. Bài trình bày cho nhóm và cỡ khoảng 5-6 trẻ. Yes. Còn gì nữa không ạ? Linh ơi, cho chị hỏi là nãy giờ là coi như là mình có 3 túi thẻ đúng không Linh? Túi thứ nhất là thẻ A4. Túi thứ hai... ba túi nó hết nguyên cái đàn đó, nó hết trong một cái trong một cái tập, nó không có để riêng, nó không có để riêng, mà khi nó chỉ là trong cái thứ tự khi mình lấy nó ra hoặc là cái cách mình sắp xếp ở trong cái đó, nhưng mà mình để nó riêng ra theo theo thứ, theo cấp bậc, nghĩa là một hàng là của A4, xong tiếp theo là của A5, xong tiếp theo là cỡ hình nhỏ hơn. Nhưng mà mình không... ba loại này là chỉ trong một túi thôi đúng không em? Dạ đúng rồi, trong một cái folder đó. Để vậy còn cái thẻ tên, rồi cái thẻ mà food với lại là tên của con vật để ăn rồi này nọ là nó nằm trong một túi khác hả? Ok, để em hỏi ha. Someone asked, do we need to separate the 3 parts of the story folder in three different bags, or we just them together? They're all in it together. Okay, and also the card text, the text card also it will be inside. Yeah. Okay, tất cả là chung một cái folder hết đó chị. Kể cả là A4, A5 với lại nhỏ hơn A5, cũng như là thẻ chữ, các cái name slip. Là nó trộn lộn xộn trong cái túi đó hết. Ok em. Yes. Em ơi cho chị hỏi, cô vừa nói là mình có 25 cái folders này, nhưng mà mình không cần trình bày hết, mà trẻ sau khi biết cách thì trẻ có thể làm. Nhưng mà mình thấy là trong cái bài trình bày lần thứ nhất này á, là người lớn vẫn là người dẫn dắt câu chuyện, vì nó là oral thôi á. Thì không biết như vậy trẻ trong khi đấy trẻ sẽ làm việc như nào nhỉ? Ok. Cô có thể nhờ cô chia sẻ thêm không? Cái câu chuyện là nó sẽ đi tiếp với cái bài trình bày tiếp theo á chị. Nghĩa nếu là... như bài trình bày mà có thể test được. Là ok, trẻ có thể sắp xếp để matching các thứ. Nhưng ở đây là cái bài trình bày, ngay cái bài trình bày này nè, thì cô vẫn nói là trẻ có thể tự làm luôn. Thì khi đó ai sẽ là người sử dụng câu chuyện để mở các câu hỏi này kia. Ok. Someone asked that you say 20 folders and we not necessary to present on 20 folders. The child can, after 1-2 times that we present it to them, then they can do it by themselves. But as they observe that you are the adult, also the one who's leading, who's guiding the child to explore the picture. And so without going to the next presentation, but with only this presentation, can the children do with other 20 folders? So what I would do, Lynn, in such a case, when I know that the children need me, okay, I can be there, okay? If I feel that I'm putting in a folder where I really feel that the children need me to talk about it, I will be there. If I have presented one group of children with the tiger folder, another group of children with the snake, another group of children with some other folder, okay, then I can mix and match. The child who has done about the tiger and this child who's done about the snake, I can put them into one group and I can ask them to open the folder, the other folder. So the children can share a lot of their knowledge, what they have got, okay? They will give a lot of inputs to it. Another way of doing it is if you have an older child, okay, and you can request the older child to say, why don't you all sit together? Remember that Montessori is a mixed age group, okay? When you are presenting, you might bring the children of one age. It's quite possible that an older child also can come in.
And you want the older child to help the children with it. That is also a possibility. But if you feel, you very strongly feel that I need to be there and offer it to the child, then please do so. Okay. Wherever you have a scope to make the child independent, please do that. Okay. Cái ý của cô ở đây á là mình muốn hướng trẻ đến với sự độc lập. Nếu trong cái trường hợp là chị thật sự cảm thấy là trẻ cần chị ở đó để dẫn dắt, thì chị cứ hãy làm cái điều đó, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình cũng có thể có những trường hợp là ví dụ như mình làm trình bày bài con hổ với cái nhóm này rồi, mình trình bày bài con rắn với một cái nhóm khác, thì sau đó mình có thể gom nhóm, trộn những cái bạn ở trong nhóm con hổ với những bạn ở trong nhóm con rắn, và mình nói là các bạn hãy thử tìm hiểu cái folder con chim xem. Thì cái cấp mà giống như là với những cái kiến thức, với những cái sự lĩnh hội của hai nhóm đã được dẫn dắt rồi, các bạn có thể khám phá cái nhóm con chim một cách độc lập. Là có trường hợp là ví dụ như bởi vì ở trong môi trường Montessori nó là môi trường trộn độ tuổi, cho nên là sẽ có những trường hợp là có những bạn lớn đã biết rồi và vẫn tham gia cùng với các em nhỏ trong ngồi nghe trong cái bài trình bày về con hổ chẳng hạn, thì sau đó mình có thể gợi ý là cái bạn lớn đó có thể ngồi tiếp cùng với các bạn để khám phá tiếp một cái folder khác. Bởi vì đây là cái cấp mà mình hỗ trợ trong cái môi trường trộn độ tuổi của Montessori. Chỉ cần là mình nhớ là rồi thêm một ý nữa là nếu bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy trẻ thật sự cần bạn dẫn dắt, thì bạn có thể dẫn dắt, bạn không có phải là một cái nguyên tắc hay là một cái điều rất là cấm đoán là bạn không được làm cái việc đó. Nhưng mà bất cứ khi nào có thể, hãy cho trẻ cái cơ hội để được độc lập. Chỉ vậy thôi ạ. Yes. So another thing, you know, we are giving the oral presentation, right? And the other folders you're not going to give immediately. You're going to leave some time for the other folders to be introduced. So do you think your children will remain at the oral level? Oral level is when your children may not understand the text by themselves. They don't, their reading skills are not that good. But once the children know how to read, okay, the children are able to read sentences, then they don't need you at all. They will take the folder, they will match the text cards directly. Và mình hồi nãy mình nhớ nữa thêm một điều nữa là cô nói mặc dù là 20 tập nhưng mà mình không để ở trong môi trường cùng lúc, đúng không ạ? Mình sẽ để đồng từng 3 tập một thời gian, rồi lại 3 tập, 4 tập một thời gian sau. Bạn nghĩ là trẻ có luôn ở nguyên trong trạng thái là chỉ có biết chỉ làm được bài trình bày nói chuyện không thôi không? Không, trẻ sẽ tiếp tục nâng cấp sang cái cấp độ là có thể biết đọc. Để mà đọc được câu thì lúc đó là mình đã làm cái bài trình bày về thẻ chữ rồi. Thì lúc đó trẻ có cần mình nữa không? Không. Lúc đó thì trẻ có thể tự mình đọc, tự mình tìm hiểu về những cái kiến thức này. Yes. Any other question? Có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không có câu hỏi, tiếp tục đi tiếp ha mọi người. Yes, so far, no more. So you can... We'll continue, okay? So then the next part of the presentation is the material. This was the oral presentation that we did. The next part is the reading presentation. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cái phần tiếp theo của cái học cụ câu chuyện này. Cái phần đầu tiên của nó là phần bằng lời. Bây giờ đến cái phần đọc. Yes. Have we begin that? Yes. Okay. So you have the text cards for the thing. We will share the screen again. Rồi hồi nãy là mình thấy là mình có cái phần thẻ chữ đúng không ạ?
Bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình tiếp ha. Yes. So in the reading presentation, what do you do? You lay out, you again take out the card and you place it. Okay. Rồi cái phần bài bài trình bày mà cho phần đọc này thì một lần nữa mình cũng sẽ lấy cái hình tiêu đề ra, cái hình mà file A4 ra đặt xuống. Yes. Okay. Then I will take out the text card. Và and sau... yeah, please continue. No. Please continue. Okay. So you take out the text card and then you either you read it or if the children are at the level of reading, ask the children to read it. Sau đó thì bạn sẽ lấy cái thẻ chữ lớn ra và hoặc là bạn sẽ đọc nó, hoặc là nếu như mà trẻ ở cái mức độ là có thể đọc được rồi thì bạn sẽ để cho trẻ đọc. Yep. Okay. And what do? You only go on pairing it. Look at the next one, okay? You keep the pictures the same way as you kept it in the previous presentation, one below the other, right? First the picture, and now you are going to ask the children to read the card and then match it to the picture. Okay. But then... And if there is any kind of, let me say, difficulty in reading or some meaning that they did not understand, you are there. So you can explain it to them. Or if the children, if they are at a level where you can give them the dictionary, then the children can look into the dictionary. Okay. But then when we check it out, we also arrange it. Below the first. Yeah, you saw the presentation that we did earlier, right? One below the other. First comes the A4 card, then comes the the second level card, and then the third one. So you just lay it below one another. You just match them. That's it. Okay. So we need to keep space for yeah, the. Yeah, you will keep a little space for the card, like you see on the picture now. It can okay. come below, it can come at the side, no problem. We are not very particular about that. But the card and the picture and the text should be placed together. Okay. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến cái phần những cái thẻ hình của A5 thì mình cũng đặt nó ở ở bên dưới của cái thẻ A4 giống như cái cách bên kia, giống như cái cách của cái bài trình bày đầu tiên. Nhưng mà mình sẽ chừa một cái chỗ để cho thẻ chữ, có thể là chừa ở bên dưới hoặc là chừa ở bên cạnh, miễn sao là thẻ hình và thẻ chữ nó đi đôi với nhau. Và mình sẽ đọc thông tin, có thể là người lớn, có thể là trẻ sẽ đọc thông tin trong những cái thẻ chữ đó, và mình sẽ ghép đôi nó với cái hình tương ứng thể hiện cái điều đó. Yes. That's all is a presentation. You just match it. That's it. Okay. So do we have the third round of the less than A5 size picture? Yeah. In that also, you are 1 minute. I'll show you that. You're going to pair it like this. Okay. We also take the pictures with smaller than A4, A5. Yeah. Yeah. So what you can do, Lynn, is that you can invite the children. Okay. Mm-hmm. The children already know how to lay it out. Yeah. You have already shown them in the oral presentation. So you can ask the children to lay it out. Mm. And then you say, you know what? I have some text cards here. Let's read them. Mm. And let's pair them. Okay. That's about it. Okay. Thì đến cái phần thứ ba mình cũng sẽ để thì những cái hình ra và cho trẻ ghép đôi lại. Một cách khác mình có thể làm cái bài trình bày này nữa là bởi vì trẻ đã làm cái bài trình bày về bằng lời rồi đúng không? Cho nên là mình sẽ nói trẻ là con hãy lấy những cái hình ra và con sắp xếp nó theo cái cách mà hôm bữa mình đã trình bày với cái bộ con hổ này, thì trẻ có thể lấy ra sắp xếp đó, và rồi sau đó mình sẽ nói là ở trong cái tệp này nó còn có những cái thẻ chữ nữa.
Bây giờ con lấy những cái thẻ chữ ra đọc, rồi con ghép đôi với cái hình tương ứng của nó thì nó là như vậy thôi. Yes. Có câu hỏi gì không ạ? Is that a question? I'm asking them. Em ơi, chị có câu hỏi. Dạ. Ở trong cái thẻ chữ mà tên của mình ấy, thông tin nó rất là nhiều. Thì không biết là sau khi con đọc xong thì mình chỉ hỏi là có từ nào con không biết, con không hiểu thôi. Rồi mình có cần làm cái kiểu như reading comprehension, tức là mình đọc một vài câu hỏi có nội dung ở trong cái code đấy rồi con trả lời hay như thế nào đấy không, hay là chỉ như vậy thôi, hay là chỉ cứ đọc xuông xong rồi các con tự match như vậy thôi, hay là mình có làm có hoạt động gì thêm nữa không? Ok, hồi nãy Linh thiếu một chút xíu cái đoạn đọc cái thẻ chữ lớn, thẻ chữ thì trong một cái đoạn dài như vậy thì có thể là trẻ sẽ có những cái từ mà trong đó là trẻ không hiểu, thì nếu mà mình ở đó thì mình có thể giải thích cho trẻ, hoặc nếu mà trẻ đã được hướng dẫn để làm việc với từ điển rồi, trẻ biết cách rồi, thì khi mà trẻ hỏi thì mình có thể nói trẻ là đi con có thể tìm cái nghĩa của nó ở trong từ điển. Thì there's a question that they understand that if in reading the text, if the child find any word is difficult to understand, they can ask us or they can check out the dictionary. But do we have any kind of like reading comprehension activity to reconfirm that if they understand the content of the text or not? For example, we are not looking at the child knowing all of that, right? Uh-huh. My aim is not to make the child by heart or know everything about the tiger. Okay. Okay. Whatever is interesting point, I just want them to know some points. It doesn't matter if the child does not know any point. It is not, you're not going to test the child. Do you know this? Do you know that? Right? Remember cosmic education? We are not doing this for any kind of an examination or anything. And why do you want to know whether the child knows all of that? Our purpose for giving this is that you are introducing the child to the variety of animals that we have. Mm. So that later on, we are doing a lot of classification work. As we go into the higher zoology, we'll be talking about taxonomy, we'll be talking about how we have segregated the animals and everything, okay? So we just want the children to be familiar with these animals and know something about their life, okay? Mm. Know something about the way they live their life. Mm. It does not matter if they don't know many of these points later on. It's okay. Cái vấn đề ở đây là mình không cần trẻ phải biết hết tất cả những cái điểm về đời sống của con vật này. Mình không cần trẻ phải học thuộc lòng hoặc là nhớ hết hoặc là hiểu hết tất cả những cái điểm này. Cái mục đích của mình không phải là bắt trẻ phải biết về cái con vật này. Mục đích của mình là để giới thiệu cho trẻ biết về cái sự đa dạng của những cái con vật khác nhau, và trẻ có được cái gì, nhận được, lấy được cái gì từ cái điều đó thì trẻ lấy. Các bạn có nhớ khi mà mình nói về giáo dục toàn vũ á, mình nói là nó không có cái sự kiểm tra hay là đánh giá hay là phán xét gì hết, đúng không ạ? Vậy thì tại sao mình cần phải biết là liệu là trẻ có hiểu hết hay là liệu là trẻ có nhớ hết tất cả những cái điểm này hay không? Cho nên là mình chỉ giới thiệu những cái con vật này, những điểm, những cái đặc điểm trong cái cuộc sống của con vật này, để cho trẻ có một cái nhìn rằng nó có rất là nhiều loại vật khác nhau, về sự đa dạng của động vật xung quanh trẻ. Và rồi sau đó khi mà mình tiến lên một cái cấp bậc khác, khi mà mình bắt đầu nói về việc là phân loại động vật, phân nhóm, chia ngành, vân vân, thì lúc đó trẻ sẽ có một cái nhìn tổng thể về những cái này. Còn ở cái mức độ hiện tại, mình không có cần phải
phải phải xác nhận lại là trẻ biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu trong cái điều mà mình trình bày hoặc là cái điều mà mình muốn cho trẻ 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 xem. Yes. Okay. And please remember that you are going to offer the reading activity only when children reach that level of reading. So if it's quite possible that you might have given the oral presentation at the age of 6, okay? And maybe you're giving the reading presentation when they are almost like 6.4, 6.5. So that means parallelly, a lot of language activities are going on. So children are getting to read at word level, getting to read at sentence level, and they're improving their vocabulary. And so when you're introducing these kind of paragraphs, maybe there are few words that the children don't know. By that time, the children may also know how to see the dictionary. So they are not depending on you. Và thêm một cái điểm nữa, mình có thể trình bày cái bài bằng lời á, cái bài mà chỉ có hình ảnh không á, ở những cái lớp, những cái lúc mà rất là sớm, ví dụ như trẻ 6 tuổi. Nhưng mà đến khi mà mình trình bày cái bài trình bày đọc này thì có thể là trẻ đã 6 tuổi rưỡi, 6 tuổi hơn. Trong cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều cái hoạt động xảy ra, những cái hoạt động để mà trẻ có thể biết đọc, biết viết, tăng cường cái vốn từ vựng của mình, tăng cường cái khả năng đọc hiểu của mình. Thì đến cái lúc mà mình làm cái bài trình bày về đọc cho trẻ thì trẻ đã có thể tra từ điển, trẻ có thể hiểu, tìm hiểu một cái điều gì đó tự thân mình, không còn nhờ đến mình nữa. Yes. So please remember we have too many animals on earth. We can't keep making children learn everything about all those animals, right? We are only giving them samples. We want them to appreciate nature. We want them to, if you don't give it now, that how do you develop love for animals in children? By giving the, by exposing them to all the varieties that we have. If you are not able to do that, then how, when they become adults, how will they start, how will they take care of nature? How will they take care of animals? We have so many animals dying, so many have become endangered species. We don't get to see them anymore because of all kinds of human activities. So we want the children to be sensitive to the needs of the animals. We are the protectors. That is our cosmic task. We have not come to that in our cosmic education, but we will be talking about that. As a human being, what is our cosmic task? We have to protect them. Okay. Và một cái điều nữa là nhờ bạn thấy là có rất là nhiều những cái loại động vật trên thế giới này. Nó không phải là chỉ có 20 loài này. Cho nên là mình không có nhất thiết là phải bắt chăm chăm đó. Trẻ phải nhớ hết tất cả những cái đặc điểm này của những cái 20 cái loài động vật này. Cái điều của mình để mà xây dựng cái hoạt động này ở đây là truyền cảm hứng cho trẻ nè. Cho trẻ được nhìn thấy những cái sự đa dạng của những cái loài động vật, bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất. Nghĩa là mình bắt đầu giới thiệu cho trẻ ở những cái độ tuổi sớm như vậy để mà trẻ có thể bắt đầu có phát triển cho mình được cái tình thương, tình yêu quý đối với những cái loài động vật xung quanh, bắt đầu quan tâm, bắt đầu nghĩ đến những cái loài động vật xung quanh để đến khi trẻ lớn hơn, trẻ có thể là một người lớn có trái tim, biết quan tâm, biết yêu thương, biết chăm sóc, bảo vệ những loài động vật xung quanh mình. Nếu như không phải là bây giờ mình cho trẻ những cái bài này, thì làm sao mà mình kỳ vọng là khi mà trẻ lớn lên, trẻ có một cái trái, giống như là một cái trái tim nhạy cảm, biết yêu thương những cái loài động vật khác. Giống như là nó là một cái trọng, cái vai trò, cái trách nhiệm toàn vũ của con người là những người bảo vệ. Khi mà mình hiểu được, mình biết được là có những cái loài động vật xung quanh mình biết được những cái đặc điểm của nó, thì tự nhiên ở bên trong mình nó nảy sinh những cái tình yêu, những cái mối quan tâm đối với cái loài đó. Và khi mà mình lớn lên, khi mà mình cái mối quan tâm đủ thì mình sẽ muốn bảo vệ nó. Đó chính là cái nhiệm vụ toàn vũ của con người trong cái thế giới này. Mình chưa nói đến cái đó bởi vì mình chưa đến cái bài về trách nhiệm của con người. Nhưng mà ở đây đá một chút xíu.
kiểu kiểu là như vậy đó. Yes. Ok. Có câu hỏi gì nữa không ạ? Can I add one more point? Bây giờ cô thêm một cái điểm nữa nha. Yes. In the cosmic education, we also spoke about grand picture. You have to give the children the grand picture, right? So which means that my grand picture over here is that it's not making the children learn everything so that they should know everything, okay? My grand picture is to give them a bigger vision, to make them a sensitive and a responsible human being towards animals. Trong cái giáo dục toàn vũ á, chúng ta có đề cập đến một cái tầm nhìn lớn đúng không ạ? Một cái viễn cảnh to lớn. Thì cái tầm nhìn lớn, cái viễn cảnh to lớn của chúng ta ở đây không phải là để cho trẻ hiểu hết hoặc là biết nhớ hết tất cả những chi tiết về một hai cái loài động vật nào đó, mà cái tầm nhìn lớn ở đây của chúng ta là giúp cho trẻ bắt đầu nuôi dưỡng, bắt đầu nuôi cái hạt mầm ở trong trẻ, để cho một cái trái tim biết quan tâm, biết nhạy cảm, biết chia sẻ, biết để ý, biết bảo vệ những cái loài, những cái giống loài xung quanh mình. Đó chính là cái bức tranh, cái tầm nhìn lớn của chúng mà chúng ta đang nói đến trong cái giáo dục vũ. Okay. Yeah. So next is what are the other children's work and other follow-up activities that we can offer to the children? Rồi thì sau cái bài đó chúng ta có cái hoạt động gì cho trẻ, hoặc là cái hoạt động tiếp nối gì chúng ta có thể gợi ý cho trẻ sau cái bài trình bày đọc vừa rồi. Yes. So one of the activity is that the children can work with all the other 20 folders that you have, right? They can go over all of those folders one by one. Or together. Okay. Cái hoạt động tiếp nối của nó có thể là trẻ có thể làm việc với tất cả 20 cái tập mà chúng ta chuẩn bị sẵn. Có thể đi xem, đọc hết tất cả những cái đó. Làm việc với tất cả những cái đó. Another one may be that the children might want to go and read books. Now I spoke about the Bengal tiger. So maybe they will go to the library and read a lot more about the Bengal tiger and other types of tiger that you see around the world. They may be interested in, you know, finding the difference between the two tigers. Why are they called as Bengal tigers? And what are the other tigers called? What are their names? So they might be interested in getting more information through books. Okay. Rồi một cái hoạt động khác nữa là ví dụ như mình đã giới thiệu xong cái con hổ Bengal rồi, thì trẻ, và ở đây trẻ đã tới cái mức độ là có thể đọc được, thì trẻ có thể, nếu mà trẻ hứng thú về con hổ này thì trẻ có thể đi xuống dưới thư viện, đi tới thư viện để tìm đọc những cái quyển sách về hổ, và ở trong đó có thể là có thêm những cái chi tiết khác về hổ Bengal, hoặc là có về những cái con hổ khác. Trẻ có thể sẽ so sánh cái điểm giống nhau và điểm khác nhau của những cái con hổ, những cái giống hổ khác nhau. Tại sao con hổ này nó tên là Bengal, những con hổ khác thì nó tên là gì, rồi cái đặc điểm của nó là gì, nó giống cái gì và nó khác cái gì, vân vân. Yes. Suppose if there are children who are weak in writing, okay, they're very small and they've just entered, the word level is fine, but they cannot write anything about the animal, then they can draw the pictures and you can still encourage them to write at least one sentence. Like if they're drawing a picture of the tiger, then they can write over there, this animal is called as Bengal tiger. A simple sentence is enough. Rồi với những trẻ mà cái khả năng viết vẫn còn hơi yếu, nghĩa là trẻ có thể đọc được nhưng mà vì lý do gì đó mà khả năng viết của trẻ còn hơi yếu, thì mình cũng có thể khuyến khích trẻ thay vì viết một cái đoạn văn thì
trẻ có thể vẽ về hình con hổ. Đó. Sau khi vẽ xong hình con hổ thì trẻ có thể viết một dòng cơ bản thôi. Ví dụ như con vật này gọi là hổ Bengal. Chỉ như vậy thôi à. Yes. And those children who can write, you can ask them to write about those animals. Và với những trẻ mà đã với những trẻ mà đã có thể viết được thành thạo thì mình có thể nói trẻ là con hãy viết một đoạn văn miêu tả con hổ đi dựa vào những cái điều mà con biết về con hổ. Yes. So the person who asked you that question, right? How do I know what the child has how much the child has learned? So if you really want to figure it out, then probably you can ask the child, you can call the child and say, you remember we did the Bengal tiger folder? Whatever you remember of it, maybe you can write something about it and decorate that page nicely. And you can put it into your file. Rồi, với bạn mà hỏi về cái việc là làm sao để tôi biết là trẻ có hiểu được cái những cái gì mà được viết ở trong cái đoạn text đó, đoạn văn đó hay không á, thì bạn cũng có thể hỏi trẻ là à bây giờ con nhớ được cái gì về con hổ, con có thể viết lại vô trong một cái tờ giấy. Sau đó thì mình sẽ trang trí cái tờ giấy nó cho thiệt đẹp. Rồi mình cất vô trong cái file của mình, mình lưu trữ là một cái vật của mình. Yes. But please note, we are not doing this just to find out what the child has learned, okay? We are also doing this because it is an exercise of reading and writing. The children have to think if they have to write something. Nhưng mà hãy hãy lưu ý đừng có để bị dính mắc. Mình không có viết cái này là mình không có kêu trẻ làm cái này bởi vì mình muốn biết là trẻ biết được gì sau khi mà trẻ học. Mình chỉ muốn cho trẻ cái bài tập này để trẻ có cơ hội luyện đọc và luyện viết. Bởi vì khi mà trẻ viết xuống nghĩa là trẻ phải nghĩ ra là mình sẽ viết cái gì thì trẻ mới viết xuống, đúng không ạ? Thì đấy là một cái bài tập và thực hành cho trẻ. Yep. Yes. Yeah. Yes. Then the other thing is maybe a child is interested in, let me say, some animal, okay? Let's assume that maybe the child is interested in some animal and you have not made a folder for that animal at all. Mm-hmm. So it's quite possible you can tell the children, oh, I see that you're very interested in the animal in, let me say, cow, okay? I think you're really interested in knowing more about the cow. I seem to see you doing a lot of research on the cow. Do you want to make a folder of it? We don't have a folder here in our environment, but do you think you would be interested in making a similar folder on the cow? And the children can make the folder. Rồi, và ví dụ thêm là nếu như mà trẻ rất là thích, rất là có một cái sự quan tâm đặc biệt đến một cái con vật nào đó, nhưng mà chẳng may là con vật đó nó chưa có ở trong cái folder được chuẩn bị sẵn của chúng ta, thì mình cũng có thể gợi ý cho trẻ là à cô thấy là con rất là quan tâm đến ví dụ như là con gấu trúc chẳng hạn ha, con tìm hiểu rất là nhiều về gấu trúc đúng không, con biết rất là nhiều thông tin về gấu trúc đúng không, mà con ở trong môi trường này của mình chưa có cái tập về gấu trúc. Hay là con có nghĩ là con có thể làm một cái tập thông tin về gấu trúc giống như những cái tập về những cái con vật khác không? Yes. All right. And then maybe you can also ask the child, if it's an older child, slightly older child, you can also ask the child to research for those points that are not mentioned in the folder at all. And they might want to, write it or in their book, or they might want to make a booklet. Rồi. Hoặc là ví dụ như với những trẻ lớn hơn, cái này thì thường sẽ xảy ra với trẻ lớn hơn, thì nếu như mà mình có thể nói với trẻ là con có thể thử tìm hiểu những cái điểm mà chúng ta chưa có đề cập trong cái folder này, và nếu mà con tìm thấy thì con có thể
ghi nó xuống trong cái quyển sổ của con, hoặc là làm một cái booklet, một cái tệp nhỏ về những cái điểm mà con thu thập được về cái con vật này mà nó chưa từng, nó không có ở trong, nó không được đề cập ở trong cái folder của chúng ta. Yes. So please remember your folders, the text cards in the folders should have limited information. Don't put too much of information because we want the children to be excited and go to the library and read more about that animal. If you give everything in your cards, then they will not have that excitement at all. National Geography gives you everything, but you don't have to put it, okay? Just give few points and the rest let the child find out. Và hồi nãy tôi có lưu ý với các bạn một chút đó, là khi mà mình chuẩn bị cái tập folder đó, mình chuẩn bị những cái thẻ chữ đó, thì mình không phải là mình ghi tất cả mọi thứ về cái con vật đó vào trong cái thẻ chữ đó. Mình chỉ ghi một vài điểm thú vị thôi. Và để sau khi mà trẻ làm xong, và những cái điểm thú vị đó nó có tác dụng giống như là truyền cảm hứng, gợi cảm hứng cho trẻ để muốn tìm hiểu thêm về những về cái con vật này. Thì sau đó khi mà trẻ tìm hiểu thêm, trẻ sẽ phát hiện ra rất là nhiều điểm khác nữa. Thì cái đó mới là cái điều mà mình nhắm đến để làm cái tập này. Mình mặc dù là cái kênh National Geography á, cái phim tài liệu nó sẽ cố gắng cho bạn hết tất cả những cái thông tin về cái con vật đó, nhưng mà chúng ta sẽ không làm như vậy. Chúng ta chỉ đưa vừa đủ thông tin, đủ nhiều để mà nó kích thích trẻ, và đủ ít để mà nó có thể còn thừa để cho trẻ tìm thêm ở bên ngoài. Yes. And the last of it, the last follow-up that I can think of is, you know, the last set of cards that we had in all the folders, the food and the reproduction, right? Yep. So what you can do, or it can be food, it can be reproduction, it can be shelter. What kind of shelter? Some live on the tree, some live in the cave, some live in water, you know, the shelter also. So what you can do is, if the children have worked with three folders, you will open the folders, take only the last set, the third set, and mix them up. Mm-hmm. And then ask the children to sort them. Okay. And so it's, you work with 20 folders, or not all the 20, maybe take three, you know, it's too much, all the 20. Take any three folders, right? Mm-hmm. And the last set that you have, where you talk about the food, reproduction, shelter, you mix them up and then tell them to sort it according to the animal. Okay. Một cái hoạt động tiếp nối khác mà tôi có thể nghĩ ra được, các bạn có nhớ cái phần 3, cái phần mà những cái hình nhỏ hơn size A5 á, và nó có cái thẻ tiêu đề cũng như là cái thẻ tên á, là nhờ thức ăn hay là sinh sản. Rồi nó ngoài cái category, cái nhóm là thức ăn hay sinh sản, mình cũng có thể là thêm cái phần chỗ ở. Ví dụ như có con thì sống trên cây, có con thì sống ở trong hang, có con thì sống ở dưới đất chẳng hạn. Là cái một gọi là shelter đó, mình dịch tiếng Việt gọi là chỗ ở đó, thì mình cũng có thể có những cái tiêu đề hoặc là những cái thẻ tên, những cái hình tương ứng khác nhau. Và cái hoạt động tiếp nối nữa là mình lấy ví dụ như một bộ ba cái tệp như vậy, và mình lấy cái phần thứ ba của ba cái bộ đó và mình trộn lộn xộn với nhau. Sau đó thì mình kêu trẻ là bây giờ hãy phân loại nó ra, cái nào là thuộc về cái con nào, cái nào thuộc về con nào. Mình có thể nâng cấp lên 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ gì đó, tùy. Yes. And when the children do that, maybe they will see that there is this animal, let's say you have mixed tiger and you have mixed, let me say snake, and you have mixed maybe a folder on cow. Okay, mm-hmm. And now the children will see that when it comes to the cow, you have only the picture of grass, mm-hmm. or hay, right? Because the cow does not eat meat. Meat, yeah. Right? Mm-hmm. And but the tiger. So suddenly the children realize, oh,
So there are some animals which are vegetarians and some animals which are non-vegetarians. And then you have to say, oh, you know what? Those animals which have only meat, there is a name for them. We call them carnivores. Mm-hmm. Okay? And those animals that only eat plants, they have another name. We call mm-hmm. them as herbivores. And then there are some animals that eat plants also and that eat other animals also. Mm-hmm. We call them omnivores. So it is a way for you to give more. Next presentation, we don't have a presentation, but you can think of offering more presentation with regard to the food, the habit, the food of the animal. Mm. Okay. Rồi, thì trong lúc mà bạn trẻ làm cái hoạt động đó, trẻ làm cái hoạt động là trộn lẫn cái phần thứ ba của ba bộ lại với nhau đó, thì trẻ có thể ví dụ như là mình đang có con hổ, rồi mình có con rắn, rồi mình có con bò chẳng hạn. Thì trong lúc trộn lộn xộn với nhau như vậy, thì trong lúc phân loại xong, trẻ sẽ nhận ra ví dụ như thức ăn của con bò nó chỉ có cỏ tươi hoặc cỏ khô thôi đúng không? Nó đâu còn cái sự lựa chọn khác đâu đúng không? Nó đâu có ăn thịt. Còn thức ăn của con hổ thì nó chỉ có thịt thôi, nó chỉ có con này con nọ con kia thôi, nó đâu có ăn mía, nó đâu có ăn cà rốt, vân vân. Thì lúc đó trẻ sẽ nhận ra được, trong cái quá trình trộn lộn xộn như vậy, trẻ có thể nhận ra được là à, có những con vật nó chỉ ăn thực vật thôi, và những có những con vật nó chỉ ăn động vật thôi, và những con vật nó ăn cả hai loại luôn. Thì lúc đó mình có thể cung cấp thêm kiến thức cho trẻ, à, những con vật mà nó chỉ ăn động vật thôi thì mình gọi là thú ăn thịt chẳng hạn. Những con vật mà nó chỉ ăn thực vật thôi thì mình gọi nó là thú ăn cỏ, động vật ăn cỏ. Những con vật mà nó ăn cả thịt và cỏ thì mình gọi nó là động vật ăn tạp chẳng hạn. Thì nó là một cái bước tiến, một cái bước đệm tiếp theo cho những cái bài trình bày tiếp theo. Yes. Same thing for habitat, no? There are some, if you see where they stay, there are some animals that live only in water. We call them as aquatic animals. Some uh-huh. animals that live on land only, we call them as terrestrial animals. Uh-huh. And then there are some animals that are in the air. You call them as the aerial animals. Uh-huh. And then there are some animals that live on the land, but they're not on the land, they're somewhere in the air, like the monkey. On the trees, okay? They're called as arboreal animals. So these are just English names. You might be having some names in your in the Vietnamese language also. So you can offer that. So now, one, you can tell them about the food. Another one, you can tell them about the place that they stay. Okay. Rồi. Trong cái phân loại là chỗ ở. Hồi nãy tôi nói là, hồi nãy cô nói đến cái shelter đó là cái chỗ ở đó. Thì lúc đó mình khi mà trẻ nhìn xuống thì trẻ có thể nhìn thấy là à, có những cái loại động vật nó sống ở dưới nước, mình gọi là động vật dưới nước. Rồi có những cái loài vật nó sống ở trên trên đất, trên mặt đất, mình gọi nó là động vật ở trên cạn. Có những loại động vật thì nó sống ở trên trời, gọi nó là động vật ở trên trời hả? Không có từ tiếng Việt nào tương đương để mô tả, hoặc là anh không biết. Nhưng mà rồi cũng sẽ có những cái động vật là mặc dù nó sống ở dưới đất nhưng mà thực ra là nó đang lơ lửng ở trên trời, ví dụ như con khỉ chẳng hạn, nó không thực sự là sống ở dưới đất đúng không? Thì nó cũng sẽ có một cái loại, một cái tên gọi riêng, hoặc là một cái phân nhóm riêng, hoặc kể cả là mình không có cái từ để chỉ cái điều đó thì mình cũng cho trẻ một cái ý tưởng về cái điều đó, về những cái loại khác nhau, về những cái sự đa dạng khác nhau của những cái loài vật xung quanh chúng ta. Yep. We are done for today. Any questions? Or they can think of the questions and the next session also we can take up questions. Okay. Rồi, hôm nay thì chúng ta kết thúc ở đây ha. Nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể hỏi vào đầu buổi ngày hôm sau. Ok, you cảm ơn. Lynn, are you there? I'm still here. Ha ha, okay. You're speaking, right? Yes. Okay. Please, sorry. Continue. I couldn't hear you very well. I finished. Okay. Finished.
So I actually thought that this presentation is one of the very simplest presentation, and it just gets over within, let me say, 10-15 minutes, or you know, to show it to you. But can you imagine we have taken such a long time? There are so many points. It's a very simple presentation, but look at all the points that we can include for it. Okay. Yeah. Thì tôi chỉ muốn nói thêm một chút xíu thôi, là nhìn á thì cái bài này nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà thực ra là khi mà mình triển khai thì nó sẽ có rất là nhiều thứ để mình có thể thảo luận, mình có thể chia sẻ với trẻ. Yes. Yes. Any questions or anything that they have? You say that question to take for the next section. Next session, yes. I'm okay with that. So that they can think, you know. Yeah. And, you know, when you hear the class, you feel like you understood. But after the class, after 2 days, you'll be like, what was it? You know, so yeah. It's fine. Yeah. Okay. Linh ơi, cho chị một câu thôi là bài này tên gì? Bài trình bày này tên gì, Linh? Reading section chị, hồi nãy là oral section, bây giờ là reading section. Cái bài hồi nãy là bài kể, bài trình bày bằng lời, cỡ này là bài trình bày với việc đọc. Trong cái học của câu chuyện đúng không? Đúng rồi, trong cái học của câu chuyện. Ok, được chưa? Cúc cu. Còn có hỏi gì nữa không? Hay là mình kết thúc? Mình tạm biệt. Ok, cảm ơn em. Ok. Bye bye, Japa. Thank you. Ok, thank you then. See you next session. See you. Bye. Bye bye. Tạm biệt mọi người nha.